Cô là Phạm Thị Thanh Hường, năm nay là 58 tuổi, nhà ở số đường số 17, khu dân cư Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức. Là vì cũng là cái cơ duyên là vì bị cái bệnh thoát vị đĩa đệm nó chèn ép cái dây thần kinh tọa, nó đau không đi được, phải ngồi xe lăn, thì có đi chữa ở bệnh viện y học cổ truyền tháng. Thấy bệnh viện thấy nó không có chuyển biến thì nhà nó đau quá, thì là đi khám ở chỗ Tây Y thì mấy bác sĩ Tây Y nói là đi mổ. Thế thì quyết định là sẽ nhập viện Chợ Rẫy để mổ, nên là trước khi đi mổ thì về nhà nghỉ mấy bữa. Nhập viện Chợ Rẫy thì lên mạng ấy, thấy có cái nhà thuốc này nên là quyết định là thôi đi đi thử xem. Nếu mà nó chữa được thì tốt, không chữa được thì lúc đấy mới mổ, nghĩa là ý định là coi nếu mà được thì đi chữa tiếp, mà không thì mới mổ, quyết định mổ sau cho nó khỏi ân hận. Vâng, cho nên đi mổ cũng sợ lắm. Vâng. Hôm nay là được 12 ngày, 12 ngày tức là sang cái lộ trình thứ hai được 2 ngày. Thì so với cái hôm bắt đầu đến đây, đến hôm nay thì bệnh nó giảm được khoảng 70%. Từ cái chỗ là đi phải có người xốc nách, thì giờ là tự đi lại được. Chứng là nó không có đau lưng, nhưng mà nó đau cái mông, nó đau cái mông, nó thốn cái mông, cái chân, không thể đi được. Đau cái mông, cái chân thì nó tê lắm, tê lắm luôn á. Nhưng mà giờ thì cái triệu chứng đau ở cái mông nó giảm nhiều. Chân thì cũng còn tê nhưng mà cũng tê ít thôi. Ví dụ như là đi từ đầu hẻm vào đây thì không phải bám cái gì nữa rồi, chứ còn bữa trước là vừa đi vừa bám cái hàng rào, nhưng mà giờ thì coi như đi vào đây được. Mà cô đến đây là vì nó có một cái niềm tin, tức là khi có cái clip mà ở trong cái chương trình của VTV2 á, thì là mình mới, chứ còn thấy trên mạng thì khi mình vào cái xương khớp thì nó lên rất là nhiều cái địa chỉ. Nhưng mà duy nhất có cái địa chỉ này nó có cái clip mà phỏng vấn bác sĩ, thạc sĩ gì ở bệnh viện Đông y 108, khoa Đông y của 108. Thì tự nhiên nó tạo cho mình cái niềm tin. Là mình mới đi, quyết định là lúc ấy rất là đau thì phải đi taxi đến đây là nằm. Không dám ngồi. Trước đây là coi như là có một cái cảm thấy rằng coi như là nó như là muốn liệt. Thế nhưng mà khi mà sử dụng chưa hết hai liệu trình đâu, hiện tại bây giờ đang vẫn còn, nhưng mà ngày mai thì có người về quê, cho nên là lấy thêm để về quê. Thế thì theo cái tình trạng mà hiện tại bây giờ là của ông cụ thì nói chung là ông cụ gần như là đi xe đạp được. Trước đây là quên đi luôn đi, ngồi xoay bên đây xoay bên kia là xoay không nổi. Thế nhưng mà khi mà uống hết cái liệu trình đầu tiên thì đến cái liệu trình thứ hai thì coi như là rất là êm. Cuối cùng coi như là lấy thêm một liệu trình nữa, và đến ngày hôm nay thì coi như là được 7-8 tháng rồi, không nói năng gì cả. Không tiếc là không tiếc. Thế còn cái chuyện mà nó tiến triển chắc chắn là sẽ phải thêm nữa, chứ không phải là chỉ có 3 cái liệu trình. Mà 3 liệu trình mà nó chỉ có mấy triệu bạc cũng vậy thì là quá đẹp. Cảm ơn nhà thuốc và cảm ơn coi như là các bác sĩ đã tư vấn. Có những cái điều thảo hoặc là có những cái thang thuốc mà giúp cho bệnh nhân coi như là gia đình chúng tôi trước mắt là coi như là cảm ơn rất là nhiều. Không có cái gì bằng coi như là người bệnh mà đã bảo rằng bệnh tật thì coi như là nó khó chịu, nó khó tả. Không có cái gì thôi, thì coi như là trước hết là coi như là cảm ơn anh nhà thuốc. Xin cảm ơn anh. Nữa thì coi như là cũng xin chia sẻ với lại bà con ở khắp mọi miền đất nước. Nếu như thay vì mình có được những thông tin hoặc là có những bệnh tật nó tương tự, thì có thể là biết đâu không phải là may ít chủ nhiều, nhưng mà phải tìm đúng thầy đúng thuốc thì nói chung là bệnh nào cũng hết. Thì con tôi nó rất là đau, mà kêu mình nó ngồi không được, ngồi thì phải ngồi xe lăn đẩy. Ngồi xe lăn đẩy. Rồi tôi khóc biết là bao nhiêu. Con tôi nó điện về mà tôi hên là tôi gặp bạn. Nó uống được thang thứ 9 là nó hết rồi. Bữa nay tôi gặp thầy thì muốn khóc luôn, mừng muốn khóc. Nó mang thầy dữ lắm. Bởi vì hơn là tôi đâu có tìm được thầy. Và hôm nay là uống tới thang 22. Và con tôi là hết hoàn toàn. Nó thấy độ ai cũng hết rồi. Là tất nhiên là nó đi qua Hàn Quốc đó, thì bắt đầu nó sụn cái chân luôn. Sụn chân ngồi xuống thì khi mà nó điện về cả nhà luôn hết trơn đó. Thì lúc đó thì có đi chăm cứu, nhưng mà cũng có một phần mà thôi, mà đến dùng thuốc qua tới là uống rồi
uống vô một đầu thì mình cũng chưa biết đâu, mà thứ hai mình thấy hơi bớt, và mà thứ ba nó cũng thấy từ từ vậy thôi, rồi nó đứng được chút xíu, rồi đó cái qua ngày thứ chín là đứng này là bình thường, thầy tới cái dạng thầy luôn. Rồi cảm ơn thầy quá, con rất là mừng quá rồi. Đánh đi mổ rồi đó, nhưng mà đi qua chỉnh hình nó em rai là coi như là thoát vị địa điểm với sẹp 4 đốt. Rồi tính đi mổ rồi, nhưng mà bạn bè chỉ lên đây. Nói chung bây giờ không còn đau nhất gì nữa. Khi uống thì nó đau, bà xã tôi nó đau nhất, đau ngay cái thắt lưng này này. Thấy nó tê, từ trên này nó tê xuống thuốc như này luôn. Đấy, nhưng mà bây giờ nó hết tê rồi. Rồi. Nó hết đau luôn. Nhưng mà anh trước khi tới đây thì anh đã điều trị những thuốc gì? Thuốc tây luôn hả? Chích tức thì nó có đau, rồi về nó cũng lại đau trở lại nữa. Rồi, đúng rồi. Cứ thế mà đau tới đâu ra ngoài. Bây giờ là cái như là đi còn hơi yếu một tí, tại vì nằm mấy tháng rồi mà. Rồi. Bây giờ đi còn còn một tí nhưng mà nó hết đau. Cái này tôi nói thiệt với thầy á, tôi mừng quá trời. Tôi từng chuẩn bị là thứ hai đi mổ rồi đấy chứ. Nhưng mà bạn bè tôi nó chỉ không ấy là thứ hai. Tôi lên trong 15 lần mổ rồi, 4 đốt, chắc là mổ 4 khớp, biết gì, bà xã tôi trên 6 mấy tuổi, 64 tuổi rồi mà mổ rồi, biết làm sao. Tôi là tên là Đặng Thị Người Tơ. Dạ. Sinh năm 1917. Dạ. Hiện nay đang ở phố Biên Hòa. Bà xã tôi là không có đứng lên được, đau quá, nằm. Dạ. Cho nên tôi phải đi mua. Dạ. Đó, tôi lên đây mua về thì uống như này thì bảo là đi là được rồi. Dạ. Bà xã tôi thì đã 7 lần 8 lần bệnh nữa. Nhưng dạ. Mà cũng lần chữa cũng khỏi, nhưng mà về cái đau lưng này á, dạ. Là mới lần đầu và đến dạ. Ở An Quốc Nam này thôi. Dạ. Giảm không được 70-80%. Chứ là bây giờ là đi lại được rồi. Dạ. Trước kia là mổ, đi mổ lên ở Sài Gòn đi to á, rồi cái về bốn ở trên bốn năm cái nó bị tự nhiên bị lại cái tên nhức cái chân đường được, tức là cái chân của nó nhức nó đau nó đi không được nữa. Lên Sài Gòn to ra á, nó bị sốc thì để là 80 nữa. Nó đem về uống 3 ngày đầu thì nó nhức hơn ngày thường. Rồi. Rồi xong ngày thứ tư đó rồi giảm từ đây là lột bình, hết cái lột bình rồi là đau nhức đau lắm rồi. Vâng. Đau nhức cổ này đâu. Nữa rồi. Tôi thì uống thuốc đông y, tôi không bao giờ uống đây cả. Tôi chỉ uống thuốc đông y thôi. Thế là qua ở ngoài chợ lớn ấy, thì tôi những là thuốc và xương khớp nhức mỏi ấy. Bốc về sao quá, nhưng mà có tiến triển, không tiến triển. Đoạn. Nhất là cái thuốc của Tân Bình này, Chụp xoài tôi uống không biết bao nhiêu, thuốc xương khớp Tân Bình uống bao nhiêu, mà uống xong nó nóng. Thôi tôi đến này tôi uống 2 liều trình, uống được rồi. Trước là tôi nha, tôi đến tôi nói với ông này, là nhức này, túc này, và mỏi này. Rồi. Thế thì tôi uống mới đầu uống thì bắt đầu nó thấy các cái chỗ này nó căng, các gân này chỗ này thế là nó có cái dấu hiệu đau tăng lên, căng cứng này, thế sau mình cứ tập theo kiểu tập theo cái bài tập rồi đúng rồi kéo gân thì thấy nó bớt nó mềm dần đúng rồi. Thế sau thấy nó hết rồi, nó chỉ còn có mỏi mỏi thôi. Tôi ngừng chút, hôm nay bà đến lấy cho bà xã. Em cũng nhìn được một thuốc nào mà vô và gần như lúc nào cũng phải uống thuốc giảm đau hai bên giảm đau. Và cái liệu trình một là uống khoảng 3-4 ngày đầu là nó bớt. Cái sau đó uống tới ngày thứ 5-6-7 thì bắt đầu nó đau lên, đau dữ hơn. Sau đó ngày thứ 8-9-10 nó bắt đầu dịu dịu lại. Cái liệu trình một bắt đầu sang liệu trình hai thì uống thì cộng với cả xoa bóp và cả tập thể dục giống như trong cái hướng dẫn thì bắt đầu là nó dịu đi dần và nó chỉ với tập với tiến triển là nhẹ dần và tới bây giờ khoảng 70-75% trước là tên là Tuấn Anh, năm nay 20 tuổi. Con rồi. Ở quận 3, 3 năm trước con đã bay, con bị té. Té xong rồi gần khoảng 1 năm về đây con lại bị té cầu thang lần nữa, con đau quá.
Xong rồi con mới đi tìm thuốc tây con về, nhưng mà nó không khỏi. Rồi con lang thang trên mạng mới tìm thuốc của chúng. Uống hai liệu trình thì nó bớt tầm 80-90. Đầu tiên con uống thì nó đau hơn bình thường rất nhiều. Đau hơn rất nhiều. Xong một uống được vài lần sau thì thấy nó gần như là hết. Tên là Nguyễn Quang Nhật, dạ là chỗ Phục Quang, Tân Bình. Dạ. Tôi chủ yếu nó nằm ở cái thắt lưng. Dạ. Đấy, cái thắt lưng thì ở cái nửa của cái sống lưng đổ xuống thắt lưng thôi. Dạ. Thường là ngồi, những như ngồi sệt, đứng lên thì cũng đau. Đó. Tức là ngồi giống như uống cà phê bền ở ngoài phố ấy. Đấy, thì xong ông đứng lên cái là tự nhiên là cái hai bên cái thắt lưng này là ông thấy hơi đau đau. Đấy. Đấy. Còn nếu mà ngồi lâu thì nó có cái mỏi. Nó mỏi thôi, chứ nó không đau nhưng mà mỏi. Thì cảm giác khó chịu. Đó thì cũng kiếm nhiều chỗ để nằm làm để không chê vào nào đấy. Nhưng mà một cái là tôi thấy cái thờ mà của bên này thì tôi tin hơn là bởi vì là có bên Hà Nam dưỡng của mình ấy, thì là mình thấy là mình có cái độ tin cậy hơn. Nó vừa là uống thuốc vừa có bài tập để coi như là chữa cái sống lưng, mà cái đấy thì là nó khoa học là đúng. Mình cơ cấu bây giờ già rồi thì là cơ cấu lại cái sống lưng mình là bị sai tư thế lâu rồi, thì nó kết hợp rất là tốt. Thì tôi qua trong quá trình mình điều trị ở đây thì mình thấy cái nửa cái điều trị đầu tiên là kết quả khả quan. Đến ngày hôm nay thì tôi thấy rằng là đi cái đường tuần nó nhẹ đi. Chứ mấy hôm bữa trước uống thì vẫn chưa có, cũng có, tức là nó không có đau bưng, đau bưng. Nhưng mà cái vẫn còn có cái cảm giác là nó hơi cứng cái lưng. Hôm nay thì nó nhẹ cái lưng nhiều. Giờ thì tôi nghĩ là nếu mà 10 thì bây giờ bớt được 7 lần. Đợi 70% của cái chứng ở cái đây mà đến hôm nay thì nó cao hơn. Dạ. Trường ngày hôm qua vẫn còn khoảng 10 lần, nhưng tôi phải đeo cái đai y tế vào. Đấy. Tại vì là tôi lại có cái đặc điểm tôi đi chụp ảnh. Dạ. Cho nên là cứ các cái tư thế góc thấp góc cao là mình cứ phải thụt lên thụt xuống thì những lúc đấy nó mỏi lắm và nó đau. Thì ngày hôm qua thì nó có cái triệu chứng mình chưa thấy rõ, nhưng mà sáng nay tôi lại thấy nhẹ hơn nhiều rồi.